nghệ sĩ Trọng Tuấn trong vai Tề Thiên Đại Thánh. Vô công con vô công đây Tề Thiên Đại Thánh đây đó trần gian, xin kính chúc cho quý bà con của bác ở đây được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Vỗ tay lên, cảm ơn. Giang danh đại đạo thiên đình à, mong kiếm thuật trường sinh à, ta Tề Thiên Đại Thánh à, 72 phép biến hóa thần à, qua quá sơn đồng thủy sáng nhàn cư, rời thủy liên ngã đồng kỳ khai, tầm tổ sư bồ đề nơi thiên thượng linh sơn. Lên thiên đình trước bạch má ôm, tánh nhàn tàu lông phát càng khôn, thanh du thức ăn đạo tiên u hết được đợt ngàn hà năm, dùng phép thuộc thần thông quá phép làm thiên binh nguy đàn. Cô Phật, thánh đây chơi biết cái thái tự lão quân gì biết mặt, chư tiên thầy thánh cũng phải biết qua, trở bất hết dường đào, uống cạn lấy cái dừa, ta đã lên tại tháp được, thánh ta về làm thánh thủy liên, cờ dương thẳng. Thánh tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh à. Thưa sư phụ có gì như ý thần nai xuất hiện, có ai mở là hồ vỗ tay lên với bà con bác ơi. Dạ, hay quá tay quá mà không ai ra tặng bông cho thánh à. Có ai tặng bông cho đại thánh hơn cũng lên tặng tự nhiên nha. Do hoa xa cơ thanh bị giam nơi ngốc hành sơn, thức từ bi Phật tổ giam cầm, cùng thần côn nghĩ lâm hành là chư tiên phái kia hoài hồn, giờ đây phải dùng thân để nuôi người hành. Nhờ quan anh đến nàng cùng xa tăng bắt giới theo cung, phò đứng tăng thính kinh biết và người gian có đáng trài, từ tiên quốc xa rồi mong đem về chứng kinh giúp đời. Vô dạ xin cảm ơn một hành động thân thương của anh trai đã gửi tặng cho Tề Thiên và một ly rượu. Tề Thiên phái rượu lắm à, đệ nhất cân đậu dân, đệ nhị quá đằng thiên, đệ tam trừ yêu nguyệt.